Sau khi thiền, mình có thể hồi hướng công đức của thiền tập đó đến người thân trong gia đình đã mất được không? Hay chỉ hồi hướng cho tất cả chúng sinh là đã trọn vẹn rồi, cảm ơn sư. Nó tùy thuộc vào cái khả năng từ tâm của mình. Nếu như cái tâm của mình nó rộng lớn, thì khi chúng ta rải cho tất cả chúng sanh, thì nó bao gồm luôn cả người thân của mình. Bởi vì cái người thực hành tâm từ, họ thương cha, thương mẹ, họ như thế nào thì họ thương người dân như thế đó. Họ thương thầy tổ họ như thế nào thì họ thương kẻ thù họ như thế. Họ thương người ơn của họ như thế nào thì họ thương tất cả các loài chúng sinh như thế đó. Tức là họ không còn cái sự chênh lệch giữa tình thương dành cho người này với người kia. Thì khi đó họ hồi hướng cho tất cả chúng sanh nó đều như nhau, và đương nhiên nó bao gồm luôn cả thân bằng nữa. Còn khi mà chúng ta tâm từ còn yếu kém, chúng ta chưa có khả năng thương tất cả chúng sanh như con của mình, như cha như mẹ của mình, thì quý vị có thể hồi hướng riêng đến thân bằng hiếu thuộc đã quá vãng. Bởi vì khi mình hồi hướng riêng như vậy đó, do cái định của mình nó còn non kém, cho nên khi mình tập trung vào một đối tượng đó, thì nó sẽ định được tốt hơn. Cho nên cái vấn đề này là tùy thuộc khả năng thực hành tâm từ của mình tới đâu.